Giới thiệu nhanh về bảo mật hai kênh ha, bảo mật thời mới ha. Đây rồi, có phần thời mới đột công nghệ đột phá nè, có phần EV 5 band chỉnh bass sâu như sub luôn ha, thì vẫn eco chuyên nghiệp ha. Đây chống hú ha, chống hú xử lý độc lập ha, có khâu phát live stream ha. Đây bluetooth LCD ha. Đây thì ở đây mình sẽ test cái tiếng micro trước xem tiếng thì vẫn có chuyên nghiệp hay không ha. Đây alo 1 2 3 4 5 5 5 5 6 8 9. Vốn dĩ là thiên thần nhưng sao khi đến đây em lại làm điều ác.